chào mừng anh em quay trở lại với Leo World Robot nha. Ngày hôm nay thì có một vài thông tin chuẩn bị cập nhật về phiên bản mới cập nhật buổi sáng ngày hôm nay. Nó có tới 15 màn hay gì đó. Tổng cộng là cập nhật này nó tới 1GB lần anh em ạ. Thì cái mục đích trước khi cập nhật thì chắc là anh em cũng biết rồi. Nó chỉ đưa con robot vào cái xưởng sản xuất thôi, chứ nó cũng không có đưa vào cái xu. Chừng nào mà cái bản dữ liệu này nó hết mùa, tức là còn 4 ngày 20 giờ nữa thì con robot nó mới chính thức xuất hiện trong bản dữ liệu nha. Và hiện tại thì có một phần thưởng đặc biệt ở trong cái rương cực đại này, là con rốc nó đã xuất hiện trong rương cực đại rồi anh em ạ. Cái này là mình cũng không biết là nó đã xuất hiện lâu chưa, nhưng mà hình như là mới đây phải. Nó đã xuất hiện lâu rồi mà. Đợt trước hình như là mình mở trúng rốc ở trong rương cực đại sao thế nào ạ, mình cũng không biết nha. Nói chung là cái này lâu rồi mình không quay rương cực đại cho nên mình cũng không biết. Mình chỉ nghe một vài anh em nói thôi, để xem nó như thế nào. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật một vài thông tin trước khi mà con Senlo xuất hiện nha anh em. Để xem nào. Chung là con này thì nó cũng không có quá là nổi trội đâu. Chủ yếu là dung hợp ba kỹ năng của ba robot dịch chuyển trong game thôi anh em ạ. Thì đến từ công ty Yanji, chắc anh em cũng biết rồi. Công ty này chuyên đi nhái kỹ năng của robot người ta, nhái công nghệ của người ta nhưng mà lại làm tốt hơn. Ấy, kiểu như là ông đi bạn đi thi, bạn thằng kia nó copy bài của bạn nhưng mà bạn lại ít điểm hơn nó thì cao điểm hơn bạn, chứng tỏ là nó giỏi hơn bạn. Ấy, có thể gọi là như vậy. Về con này sơ lược thì đây chính là con sơ lược, nó tương đối là dài anh em, để mình xem nè. Toàn là mấy cái tào lao thôi. Khả năng này, chain blink, chain là cái gì nhỉ? Robot dịch chuyển mục tiêu của nó nhận được kinesis, tức là trong một khi mà đã dịch chuyển ra tới con mục tiêu rồi thì nó sẽ được tạo thêm cái kinesis cho phép hệ thống dịch chuyển vài lần nữa. Nạp dịch chuyển vài lần nữa, tức là nó sẽ có tổng cộng là nhiều lần dịch chuyển cho anh em, chứ không phải là một lần dịch chuyển như Scorpion hay là Revenant. Sau một khoảng thời gian phục hồi ngắn, dịch chuyển vài lần nữa sau một khoảng thời gian phục hồi ngắn. Sau khi dùng hết số lần nạp, rồi hiểu rồi, tức là cái ở dưới này nó ghi là số lần nạp dịch chuyển là 3 lần. Thì lần đầu tiên khi anh em dịch chuyển thì nó sẽ có một khoảng thời gian hồi kỹ năng ngắn cho đến lần dịch chuyển thứ hai. Và lần dịch chuyển thứ hai xong thì nó sẽ có một thời gian để ngắn nữa để nó tới lần thứ ba. Và khi dùng hết số lần nạp, robot sẽ dịch chuyển trở lại vị trí khả năng được sử dụng lần đầu tiên. Tức là nó sẽ dịch chuyển lại vị trí cái này nó có hai khả năng nha anh em. Dịch chuyển trở lại vị trí nơi khả năng được sử dụng lần đầu tiên, tức là nó dịch chuyển lần đầu tiên thì tới vị trí của con robot đầu tiên á, hay là nó dịch chuyển về cái vị trí ban đầu của nó luôn, cái này mình cũng không rõ nha. Nói chung là trong thời gian tới mình sẽ thử nghiệm con này sao, trong 4 ngày nữa thôi. Đấy, phạm vi dịch chuyển là 700m thì đây chính là con bot mà có tầm dịch chuyển xa nhất trong trò chơi hiện tại nha anh em. Có thể là nó sẽ không cần phải sử dụng tốc độ dịch chuyển quá nhiều. Đấy, số lần nạp dịch chuyển là 3, đã nói rồi. Sinh lực Kinesis, tức là độ bền Kinesis thôi, 25.000, cũng không quá là cao. Nó bằng với 4 khẩu Nidder mức độ MK2 thôi, không có nhiều. Phục hồi khả năng là 12 giây, tương đương với thời gian hồi khả năng của Ophion. Nhưng mà cái phục hồi khả năng này là sau khi anh em sử dụng hết 3 lần dịch chuyển thì nó mới hồi nha. Đấy, có thể gọi là như vậy. Dịch chuyển trở lại vị trí nơi khả năng được sử dụng đầu tiên thì cái này là mình không biết là anh em phải tự kích hoạt bằng tay hay là nó tự động nó dịch chuyển trở lại. Có thể khả năng cao là nó sẽ tự động dịch chuyển trở lại sau khi anh em không kích hoạt nha, hoặc là anh em có quyền kích hoạt nó để quay trở lại. Thì cái này nó cũng không quá là đặc biệt, nó giống con Phantom thôi, vậy thôi. Nhưng mà nó dung hợp kỹ năng dịch chuyển thì hơi bá anh em ạ. Thời gian khả năng là 30 giây. Ui xời ơi, thời gian khả năng 30 giây. Đây có ký hiệu khiên exit, tức là khiên exit nó có trong thời gian 30 giây, cũng tức là kỹ năng nó sẽ trong thời gian 30 giây nó sẽ dịch chuyển được 3 lần, tức là 10 giây mỗi lần một 10 giây một lần dịch chuyển. Nhưng mà ở đây độ bền thì tương đối là thấp nha anh em, 86.000, nó chỉ cao hơn Resist tầm 26.000. Vậy tức là đây là một con robot không phải là robot tăng cơ rồi, cũng không có bất kỳ điểm phòng thủ nào trong quá trình dịch chuyển cả. Xem ra là cũng không quá mạnh ở cái mức độ đó là có thể solo được với Dê nha. Nhưng mùa sau thì Dê và Ophion mình ép rồi, mình cũng không biết là sức mạnh của mấy con bot này như thế nào. Như vậy tạo hình thì mình đánh giá nó khá là giống như con Strider như em, sơn màu xanh lên nữa. Đấy, cũng tương đương vậy thôi. Đấy, tiếp theo là loại vũ khí mới, mình cũng sẽ xem thử xem là, nói chung là anh em cũng cập nhật thông tin rồi, nhưng mình cũng cập nhật lại để cho anh em xem. Mình sẽ dựa trên cái kinh nghiệm chơi của mình để mình
định dạng cho anh em là trong thời gian tới thì con boss hoặc cái loại vũ khí đó sẽ là thuộc cái dạng nào. Vũ khí hạng nhẹ, khả năng gây sát thương điện giật lên nhiều cái địch trong một khu vực ảnh hưởng hình nón. À rồi, tức là nó sẽ xòe ra hai bên giống như là, rồi hiểu rồi anh em ạ. Đây chính là một loại súng giống như là Cinder nha, Cinder của Titan, nhưng mà nó sẽ không gây theo đam theo bán kính, nó sẽ không tính theo bán kính mà nó chỉ tính là nón thôi, tức là cái hình mà phía trước, hình tam giác chĩa về sau, hình nón này anh em có thể tưởng tượng vậy thôi. Cú sốc điện cũng tích tụ một hiệu ứng lên cái địch, khiến chúng bị vô hiệu hóa khả năng di chuyển. À rồi hiểu rồi, tức là nó cũng giống như Skyy nha anh em, một khi mà anh em tích điện nhiều thì đối phương sẽ bị vô hiệu hóa khả năng di chuyển, tức là sẽ bị choáng. Cũng tức là loại vũ khí này á, một là nó giống Cinder, tức là nó sẽ không cần phải sử dụng tới Quantum Radar, anh em vẫn có thể bắn trúng kẻ thù. Thứ hai là tích tụ hiệu ứng lên kẻ thù là làm khóa khả năng di chuyển của chúng, tức là nó lại được sở hữu thêm một cái module phụ trợ, là module choáng nữa. Đây là một loại vũ khí mà có thể tích hợp luôn cả hai cái module phụ trợ vào một loại vũ khí như thế này, xem ra là cũng tương đối là ghê nha anh em. Lợi hại đấy, vũ khí này nếu mà gắn lên con dê thì nó sẽ biến thành con Titan Minot Mini không ta. Trên thực tế thì vốn dĩ bây giờ nó đã là Titan Mini rồi. Sát thương 2196 ở cấp độ 1, vậy theo như mình đoán thì tầm MK2 thì sát thương không cao lắm. Đấy. Nhưng mà nếu nó gây sát thương liên tục thì có thể là nhiều nha, tầm 100m, tức là tầm rất là gần, tầm giống như Cinder thôi. Cinder như cũng tầm 100m, nhưng mà bán kính 100m. Đấy. Thời gian nạp lại 6 giây, thời gian hiệu ứng 5 giây, thời gian hiệu ứng 5 giây tức là hiệu ứng choáng chân đúng không? Choáng chân 5 giây. Ui xồi ôi. Cái này mà nó vừa nạp tàu mẹ nhanh mà mấy thanh niên mà cầm tàu mút vô đây mà gặp thêm cầm súng này nữa thì ai mà chịu nổi. Ây da, kiểu này thì rồi, hiểu luôn anh em ạ. Resist sẽ chuẩn bị không được chơi game nữa rồi. Vũ khí này thì nó tạo hình tương đối là đẹp nha anh em, nhìn cũng khá là độc lạ đấy, cũng ok. Rồi, đó chính là về phần con Senlu thôi. Còn phần tay lái của nó thì mình không biết nữa, tại vì tay lái của nó thì nó không có hiện ở bất kỳ đâu cả. Mình cũng chả biết là kỹ năng của nó như thế nào. Cho nên là thôi, cứ từ từ anh em ạ. Từ chừng nào nó ra rồi mình sẽ test đầu tiên cho anh em xem nha. Còn bây giờ thì xem nào. Senlu. Rồi, chung là chỉ đó thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào gameplay làm vài trận thôi anh em ạ. Tại vì mấy bữa nay mình cũng hơi ngứa tay rồi. Ngày hôm nay mình sẽ bắn cho nó ok hơn tí. Em xem nha. Đấy. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Ok anh em, trận đầu tiên là map khu công nghiệp nha. Map yêu thích của mình và mình sẽ cố gắng chơi thật là tốt. Chung là mấy bữa nay mình bắt đầu ghiền game này nó trở lại rồi anh em ạ. Vì đây chính là cái tựa game mà hiếm hoi khi mà mình chơi suốt 2 năm trời, ngày nào cũng chơi mà vẫn chưa chán anh em ạ. Thiệt. Nói chung là cái niềm đam mê robot của mình nó thôi thúc mình chơi game này hoài. Nên là trong thời gian tới cũng cứ tiếp tục cố gắng là làm cái video nào nó có hay hay tí cho anh em xem thôi. Ấy với lại mình cũng rất là ghiền cái game này cho nên là chắc mình cũng khó bỏ lắm anh em ạ. Một khi đã ghiền thì rất là khó bỏ nha, nhất là ghiền game. Rồi, mình sẽ cố rồi. Bây giờ thì mình sẽ tập trung vào trận đấu ngày hôm nay nha. Trước mắt là có hai con reset, một con bay màu. Đã bay màu. Con Dagon này là một đối thủ cực kỳ là khó nhằn nha anh em. Với Kuri đấy. Kuri thì tháp áo của nó bắn đau thì đau thật, nhưng mà gặp cái khiên vàng của con Dagon thì cũng rất là khó chịu. Dê thì nó không có khiên, có thể chơi được với con dê nhưng mà ôi. Con Henry nó sử dụng đó là Scepter và Ryzen nha anh em. Combo khá là đau, bắn mình tương đối là đau đấy. Nhưng mà không được, hỏa lực của hai con này nó hợp lại thì mình sẽ rất là khó chơi. Được, mình sẽ tiêu diệt con Henry trước nha, sau đó mình sẽ tàu mút lên con Dagon. Đấy, ok. Vẫn không phá được cái khiên nó, trâu thật anh em ạ. Dagon này nó cầm nó là 4 khẩu Blight à. Hình như là nó cầm Blight phải. Một con mát nó thả đắp áo lên bắn mình anh em ạ. Như anh em thấy thì sức mạnh của con mát tháp áo của nó bây giờ nó cũng không quá là mạnh đâu, nó bắn mình nãy giờ như gãy ngứa thôi. Ấy da, bị đổ mục tiêu rồi, cũng đau đấy, gần chết anh em ạ. À, thiếu một quan, thiếu tầm hai lần bắn nữa. Ây da, được rồi, mình nghĩ là mình sẽ vào đây để mình đập cái con Dagon này luôn nha, để xem nè. Rồi, có sơ hở rồi. Ây da, quay lưng về phía kẻ thù chính là bản án tử rồi bạn ơi. Xong phim rồi. Mình thả cái tháp pháo ngay đây là chắc chắn nó sẽ không có đường nào để đỡ bằng khiên được anh em ạ. Thả ngay dưới chân đó mà. Rồi ok. Con Erebus sử dụng DK. Rồi đây mình gặp cái combo này nhiều quá nha. Không biết bắn có mạnh hay không ta. Đấy. Rồi. Hai con reset hình như đã bị bay màu hết rồi anh em ạ. Cho nên là mình cũng có thể thoải mái hơn. Ok.
À, một con emoji. Mình xem nào. Rồi, mình nghĩ là mình sẽ qua đây mình xử con Erebus trước nha. Từ từ coi chừng bị nó chán một phát mình sẽ gãy thôi. Thả tháp áo sớm. Ok, giết được Erebus rồi. Ui, một con ăn gờ, hai con ăn gờ. Ơi. Đi giết nổi thằng kia không ta? Chết rồi, bị mù rồi. Hên quá, vẫn còn chạy kịp nha anh em. Mình bật module lên vẫn còn chạy kịp. Tàu mẹ keo. Ây da, cũng may là thả tháp áo xuống kịp, không biết là có sống nổi không không này. Ây da. Còn một lần bắn nữa. Ấy da rồi, xong rồi. Cái được rồi, mình sẽ gọi Titan sớm nha anh em, tại vì cái trận này mình thấy nó không ổn lắm, toàn là mấy thanh niên cấu rỉa thôi, mình phải cho tụi nó biết thế nào là bắn tỉa. Dồn cái tàu mút vô mặt nó rồi, chết rồi, chết liền. Đây thế nào, con ăn gờ nha, con ăn gờ này nãy giờ vẫn còn sống, mình nghĩ là mình phải hạ gục nó thôi để nó đang nhiều nguy hiểm. Nó đang tiếp cận rồi, thành mình rất là gần nha. Trong một cái trận tử chiến anh em ạ, đừng có để cho đối thủ mà tiếp cận gần mình quá, tại nhiều khi là cũng không biết nó cầm loại vũ khí gì đâu. Vũ khí cận chiến thì đa phần nó sát thương rất là cao, là né ra là ok nhất, còn không là hạ gục tụi nó. Cái thằng nào đó đã cầm tàu keo nó bắn mình hoài nha. Từ từ nha, tí mà tao biết thằng nào cầm tàu keo thì mày biết tay tao biết thế nào là mù từ đầu trận tới cuối trận á. Lại tăng hình thôi, mình sẽ chuyển mục tiêu khác nha, bắn cái thằng này càng mệt thêm thôi. À rồi, thôi được rồi, chết. Ok, lượm được rồi. Mình xem mục tiêu khác vậy. Vẫn chưa thấy con Titan nào bên kia xuất hiện. À rồi rồi, thấy rồi anh em ạ. Một con gì đây, con Newton đúng không, biết ngay mà. Ui, Newton 2RA nha anh em, trâu đấy. Mình bắn xong mình phải lui lại. Ui, nó không quan tâm mình luôn vậy. Trời, bây giờ nó quay bắn tôi. Ê, thôi chắc chết, cẩn thận. Con Seal, con Seal đang tiếp cận mình. Hai con Seal, ui trời. À rồi rồi, được rồi, mình có thể hạ được hai thằng này. Một thằng, hai thằng, ok. Hên quá, tí xíu nữa thì bay màu rồi. Cái pha đó mình để dành tàu nha anh em, tại vì trong phút chốc thì mình sử dụng tàu nhanh quá thì sẽ bị thằng Seal khác bắn. Mình phải coi cái thằng nào thấp máu trước, mình giết nó trước. Pha này thì cũng không cứu được rồi. Ok, có một con rốc sử dụng nó là súng điện nha. Mình sẽ bay lên để mình tích đam, mà sau khi mình tích được đủ đam thì mình sẽ tiêu diệt nó luôn. Không biết là có tiêu diệt được hay không, nhưng mà ui sời, cái điểm nào nó nhảy kìa nè, mà ui sời nó nhảy kìa. Một lần bay lên tổng cộng 82 điểm NA này mà, chỉ còn 8 điểm nữa là đầy rồi. Tại vì mình lắp hai cái NA bắn tương đối là đạt. Ui, tụi mày tính hợp lại ăn hiếp tao hả? Không biết là mình có thể hạ được một trong hai thằng hay không ta. Mình sẽ hạ thằng súng điện đó nha anh em, để tránh trường hợp nó bắn mấy thằng Titan tầm xa của mình. Hạ thằng súng điện trước chắc ăn hơn. Cái khẩu vài ra đó thì mình có thể lo được. Ok, giết được nó rồi. Đây là một con Ufion nạp đầy hai cái RA 95 điểm nha anh em. Lượng sát thương gây ra là cực kỳ khủng khiếp. Vì thế cho nên là nếu như trong thời gian tới nép thì mình cũng không có ý kiến gì nhiều. Đấy, nhưng mà chắc là cũng nhiều anh em cài ý kiến này vì rồi đấy. Ui giời ơi anh em, coi mình bắn nè. Trời ơi, con máu nó tuột kìa. Trời ơi. Xong rồi, đi luôn. Đi hết hai con Titan rốt luôn anh em ạ. Nãy đè bắt tôi hả? Bây giờ thì mình có thể hạ gục bất kỳ đối thủ nào ở trên bầu trời một khi mình bay lên nha. Xem nào, trừ mấy con Titan trâu trâu ra. Trong hai con rốc mà mình còn hạ được thì mấy thằng này cũng chỉ là bình thường thôi. Đi, ui, không chết kìa. À đâu, mình phát hiện con Newton nha. Bay tới luôn đi. Không biết có kịp để tiêu diệt nó hay không ta. Tại cái pha đó là mình thấy nó hết máu nha anh em, cho nên mình bay tới luôn. Chứ mà nó còn đầy máu thì mình cũng không dạy dừng bay tới làm cái gì. Orochi sử dụng là đạn nổ. Ôi, Ophion kìa, chết tôi. Giết thằng này trước đi. Ok, nó đã hết tàn hình rồi, vẫn chạy ra để mà bắn mình chứ. Thôi rồi, mình sẽ canh thằng này luôn nha. Chứ mình bắn thằng kia thì cái thằng này nó sẽ bắn mình. Mình phải tiêu diệt cái thằng hỏa lực mạnh nhất trước, sau đó thì mình mới yên tâm mình hạ xuống được. Ok, ngon đấy. Chứ pha đó mình bắn con Kevry thì mình sẽ bỏ quên mất cái thằng đó nó bắn mình. Nguy hiểm anh em ạ. Hãy chơi nó phải có chiến thuật kỹ càng tí. Ok, combo sai Hades đã. Ơi, một con dê này. Cay, bạn cay quá mà còn dê rồi, bạn tính giết tôi đúng không? Trễ gì bạn ơi. Bây giờ mà Ovion nó nạp đầy 95 điểm NA thì gần như là bất khả chiến bại khi mà nó bay lên nha anh em. Ui trời. Ui trời ơi. Ăn gờ. Ôi, chai đó. Định ám sát tôi hả bạn? Sợ quá. Bắn hộ. Hình vẫn còn sống anh em ạ. Pha này vẫn còn sống nha. Căng thật. Đúng là lâu lâu chơi cột mốc nó lại không căng bằng tử chiến anh em ạ. Tử chiến nó đuổi rượt đuổi kêu ghê quá.
Nhưng mà cái pha này thì tem nó không đuổi kêu được rồi. Ây da, pha đó lẽ mình ăn được rồi. Thôi được rồi, tiếp luôn vậy. 30 mạng. Sao không còn ai xuống nữa ta? Con ăn giờ này là con cuối cùng rồi. Ok, chắc là win rồi đấy anh em ạ. Game này thì nó cũng không căng lắm đâu. Với quá ảo trình tem mạng rồi. Hai con Titan dí mình vẫn không dí được. Hay, có chịu ấy. Ok, game đầu tiên đã win nha anh em. Chung là đây là những trận cuối cùng trước khi mà mình chuẩn bị cập nhật phiên bản mới thôi. Còn 4 ngày nữa. Vẫn còn 4 ngày để chơi những con boss như thế này. Đấy. Cũng không biết là mùa sau là tụi nó bị giảm rồi thì tụi nó còn mạnh nữa hay không. Nhưng mùa này thì cứ tính mùa này thôi. Ok. Làm map thành khu công nghiệp rộng nha anh em. Nãy giờ toàn map rộng không. Thì hôm nay thì mình chơi Curie mình đi chọc chó khá là nhiều. Cho nên là thôi cứ đi lại là tử chiến nha. Mấy trận tử chiến như vậy nhìn thôi chứ nó căng căng anh em ạ. Lâu lâu gặp mấy cái thằng cao tay nó chơi nó dí mạng sát đất luôn ấy. Nguy hiểm lắm. Rồi. Cái thằng này là cái thằng nằm trong top server nha anh em. Cái tên này mình gặp rất là nhiều rồi, bắn rất là ác nha. Đấy, cũng không phải dạng bình thường đâu. Đừng có dạng dạy gì mà ông nội ông tính ám sát nó à. Chắc chắn là không rồi, nó là một con Kuri mà. Ây da, thằng này biết núp anh em ạ. Rất là khó bắn nha. Chơi tử chiến mà gặp mấy thanh niên này núp núp như thế này rất là khó bắn nha anh em. Căng lắm đấy. Có giết nổi con Harvey này không ta? Một Reaper. Reaper bắn không chết. Ây da. Bên này có nguyện cái ổ đông, khá là đông nha anh em. Bên này đông thật đấy. Xem nào. Bờ hình như bên đó có một con Kuri nữa thì phải. Toàn chơi núp núp không thế này khó chịu đấy. Trên thực tế thì mình hoàn toàn không có khả năng tiêu diệt một con Kuri khác nha anh em. Cả hai trâu như nhau. Bắn nhau rất là mệt. Bắn nhau rất là mệt nha. Máu nó cứ lên hoài vậy. Kỹ năng thì 6 giây hồi một lần. Đấy. Ui giời. Đấy. Lại một con trâu nữa. Bắn mãi không mất máu chứ. Rồi. Tụi nó cứ chơi núp núp như thế này rất là khó chịu nha. Thôi. Chịu ra mặt rồi hả? Hay dạ. À có một commander đi theo hàng gì. Mình nghĩ là nếu như mình tạo smooth nó vào thì rồi xong. Đi mất commander rồi lấy cái gì hồi máu đây. Đâu rồi, mình nghĩ là mình sẽ chuyển mục tiêu qua bên này nha anh em. Thấy không ổn lắm. Ok, giết được hai mạng rồi. Xem nào. Một Erebus đúng không? Từ, mình sẽ tìm cái vị trí khác để mình đi nha. Hiểm quá. Bên đó toàn là bắn tỉa không anh em ạ. À. Mình nhìn thấy rồi. Từ nha, đợi một tí tôi mà qua được tới bên đó thì mấy bạn chuẩn bị tinh thần đi. Ôi một con dê. Ôi, chào đấy. Con dê vẫn chơi núp anh em ạ. À. Ây da, núp thật à. Dạ, chơi dê chơi núp luôn. Chắc là luyện kỹ năng để mùa sau chơi dê theo kiểu này anh em ạ. À. Tức là bắn xong rồi núp. Chứ mà chạy ra rồi ăn đạn chắc cũng bay màu luôn quá. Mùa sau mấy con dê sợ bay màu lắm. Xem nào, có một con Bimet Ritma đang ở đây. Một con Reset đang hâm he mình đây. Ôi, một thằng cầm Tribuchet. Ây da, ủa, Tribuchet hay là gâu vậy ta? Hình như là gâu. Đúng không? Lần, mình sẽ tìm vị trí khác nha. Hai thằng này thì mình bỏ rồi, bây giờ chơi tụi nó mệt lắm. Ok, một con Erebus Ritma nữa nè. Gần chết, không chết. Ây da. Ây da. Chết rồi. Behemoth, Ritma, rồi Down Vest. Rồi, Ron Paralysis rồi. Ôi, dính thêm cái choáng nữa. Ây da. Rồi, được. Được. Tôi thích rồi đó. Cái ổ đó. Ok nè, mình sẽ lao thẳng qua đó nha. Để coi bây giờ tụi nó trốn mình kiểu gì. Mình ghim cái con Reset cầm gâu rồi nha anh em. Nãy giờ nó bắn mình khá là đau đó. Đấy, 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 biết ngay. Chơi theo kiểu láo này. Đấy. Mày tới số mày rồi. Mày ngon. Ngon ra đây. Con Erebus với con Behemoth mình có sẽ xử lý sao nha em. Tại vì tốc độ di chuyển của tụi nó tương đối là chậm. Nó không quá nhanh để nó có thể chạy thoát khỏi mình. Tiêu diệt con Reset trước chắc ăn hơn. Rồi. Trong lúc mình câu giờ ở cái đội hình bên này thì team nó phải lo nó đi bắn mấy thằng khác đi chứ. Mình câu giờ hai cái thằng Ritma này rồi. Ok. Mù. Lấy gì bắn nữa. Rồi. Nói lời tạm biệt đi. Đi. Ok. Xem nào. À, mình đang tính chạy bên kia tự nhiên nó lại gì nó báo cho mình là à tôi đang ở đây nè bạn đừng có chạy qua bển đúng không. Ok. Ây da, tự nhiên lắc rồi.
À không, nó đỡ đỡ lâu lâu nó hay bị vậy nè, mạng nó cứ bị vấn đề này kia rồi đấy. Con Liên này chắc mình cũng tiễn nó đi thôi, không để nó sống thêm nữa. Đi 97 vẫn còn chưa được. Theo như mình đoán thì chắc chắn sẽ có một thằng nó gọi con boss xuống ngay đó nữa. Biết ngay mà, Titan luôn chứ. Hay đấy bạn. Nhưng mà Muromet thì không phải đối thủ của mình ở trong tầm này rồi. Mấy thằng kia nó đang bận rồi nha nè, mình có thể thoải mái tiêu diệt con Muromet này. Orion luôn à. Orion cũng vậy thôi. Đấy, cầm súng như thế này lấy gì bắn tôi bạn? Trời ơi. Trời ơi. Chung hai cái bong bóng thì vẫn có thể đáng sợ thiệt nha, nhưng mà kỹ năng mình hồi thì chắc chắn là bong bóng nó bắn cũng vậy thôi à. Rồi, một con dê. Con dê ở trên kia đang cầm súng rút nha, không biết mình có thể giết nó nổi không ta. Nếu nạp đầy tàu mù thì mình có thể giết được. Ok, mù rồi. Rồi xong, 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 xong. 5 4 3 không kịp. Không bật kỹ năng kịp mù. Tàu của mình hiện tại đang là 8,91 giây mù nha anh em, cho nên là cũng tương đối là cao, ghê đấy. Rồi cái ông nội top server đó, ông vẫn còn một con dê nữa, ông gọi ra ông bắn mình. Mình sẽ tiêu diệt con hao này nha, không biết có được hay không. Hay da, hay da, nó dí mình rồi, pha này chắc chắn là không thể sống sót nổi rồi. Chết nè. Hay da, nó cũng có tàu mù. Ai du, thôi chết rồi, anh em ơi. Đúng là mấy thằng này bắn ác thật. Thôi chết rồi, mình bị dính hiệu rút rồi, chắc chắn là bật kỹ năng thì vẫn chết thôi. Lao thằng không được rồi, bên này có một thằng không biết là Titan hay là thường nha. Được rồi, mình sẽ hạ nó luôn vậy. Một con rốc nha anh em, đâu đấy. Rốc cầm súng điện nguy hiểm nha, phải tiêu diệt nó trước thôi. Bay đi, chạy rồi, thôi nó chạy rồi, thôi chắc mình phải tìm mục tiêu khác. Ok, đi. Đó là một con rốc cầm súng băng nha. Nãy trước khi hồi sinh thì mình đã lướt qua, mình nhìn thấy nó. Bây giờ thì đi. Rồi 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 rồi. Chắc mình phải giết con dê này nha anh em, để nó nãy giờ bồi thêm cái mù nữa cho chắc ăn. Chắc chắn đảm bảo rằng nó không thể không sống sót nổi. Ok, xong. Giờ thì mình sẽ đi giết con rốc này nếu như được. Cũng hy vọng là có thể giết được nha. Ây da, tội Newton ra luôn rồi. Ôi, trâu đấy. Ghê vậy. Ghê đấy, được rồi. Mình sẽ đi tiếp cận nha anh em. Con Newton nó vừa bật kỹ năng rồi, tầm 10 giây nữa nó mới hồi. Trong thời gian này mình vẫn có thể tiếp cận được. Mình sẽ đi di chuyển từ từ. Đây, trong tầm 600 mét thì mình vẫn có thể tiếp cận được nha. Đây, nếu như mình tích đủ đam trong cái lần bay này, chắc chắn con Newton này sẽ. Ây da. Ây da, súng bị mù rồi. Cẩn thận nha. Ơi, bị nâng rồi. Mù nè. Ok. Còn 7 giây kìa ông ta. Kịp rồi anh em ạ. À. Ok, có Titan bên mình hỗ trợ rồi, hay quá. Có reset nữa. Hay quá em ơi, em quá hay. Chỉ cần giết được con Newton của cái thằng top server này chắc chắn là mình sẽ win rồi. Rồi nha, con rốc này đi luôn rồi. Đi. Xong game. Trận đấu đã kết thúc từ đây. À, gọi Ophion ra giết mình luôn kìa. Thôi, không biết có giết nổi hay không nha. Cầm Lavrid. Ông cầm đam mơ thì khả năng ông giết tôi thì được, chứ ông cầm súng này thì ông bắn tôi hay mệt á. Ok, bây giờ thì rớt xuống. Già tới số. Làm sao mà đỡ được. Đây. Đây, vẫn còn một con dê nữa à. Đúng không? Đúng rồi, đi hỗ trợ giết nó thôi anh em ạ. Rồi xong rồi, đi rồi. Lấy cái gì mà đỡ, đỡ làm sao được, vẫn còn một con nữa. Hồi nó kịp không? Kịp anh em ạ, vẫn kịp. Ui trời ơi, gãy một tay rồi nhưng mà vẫn chơi được nha. Trời ơi. Mình sẽ cán nó nha, mình sẽ mù nó nha. Rồi xong, mù rồi lấy cái gì mà bắn. Ok, game này cũng tương đối là căng nha. Có cái thằng top server đó nó bắn ghê quá. Hồi máu kịp không? Kịp anh em à, vẫn còn một dạch. Trời ơi, đỉnh. Rồi ok, 26 mạng. Sao trận này ít mạng thế nhỉ? Bên kia chắc không còn ai nữa đâu ha. Ơi, vẫn còn một thằng. Dragon hả? À? Dragon luôn à. Ui, nó là cầm xuyên khiên. Ui rồi, cũng may là mình bay nhanh nha anh em. Mình bay nhanh quá nó bắn không kịp. Rồi thôi xong rồi. Đi. Tạm biệt nha. Ophion đầy đa, đầy NA đúng là đáng sợ thật anh em ạ. Bay như thế này thì thôi rồi. Ok. Rồi, video mình tới đây cũng kết thúc nha. Hẹn gặp em vào những video sau. Tạm biệt anh em nha.